Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo dòng loa lời chuyên trợ lời các bác nhé. Bát 25 và bát 30. Loa toàn giải bên em đang cung cấp hai cái mẫu này. Và hai cái mẫu này bên em lúc nào cũng sẵn số lượng lớn cho các bác nhập nhé. Bác thợ nào mà lấy số lượng hai mẫu này giá siêu rẻ luôn. Dòng này thì được rất nhiều bác đi hát văn, hát đám hiếu hoặc là dàn karaoke, nhà bác nào mà thiếu lời thì cái mẫu này các bác chế cháo để ở ngoài bổ sung thêm lời thì rất hay. Riêng hai mẫu này thì tiếng ca thì phải gọi là ngọt như mía luôn các bác nhé. Dòng này bên em bán siêu chạy luôn. Đấy, đặc điểm của loa toàn giải nhá, thì cái lón của nó ấy, thường gọi là mũ loa, nhìn nó nhìn như cái phễu các bác nhé. Đấy, bên này là bát 25, bên này là bát 30. Đặc điểm chung của nó đều là gân vải, ba gân tẩm dầu, nên là tiếng con này rất là mềm, rất là hay các bác nhé. Bát 30 cũng gân tẩm dầu, màng thì là màng giấy rồi, nón giấy rồi. Đây, đây là mặt sau. Mặt sau của hai con đây các bác nhé, đều là tê trắng các bác nhé. Xương đều là xương sắt. Đây, đây là bản 25. Bản 25 này của nó thông số kỹ thuật là từ 126. Côn 51 các bác nhé. Nhện màu vàng. Với dòng bát 25 toàn giải này thì giá em đang bán là 850 một đôi. Còn với dòng bát 30 toàn giải, từ của nó to hơn, từ 140 cơ. Côn 51, nhện màu vàng. Nhện màu vàng bã trầu các bác nhé. Với dòng 30 này thì em đang bán là 950 một đôi. Giá hiện tại các bác nhé. Đấy, đây là hai mẫu bát em giới thiệu cho các bác. Bác làm mua hàng thì điện cho em nhé. Điện trực tiếp cho em vào hai số điện thoại này, hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo để mua hàng. Nhà em thì ship code toàn quốc. Thợ nhập thì điện riêng cho em, giá siêu rẻ luôn nhé. Giá cam kết rẻ nhất Việt Nam. Cứ điện cho em, nhập số lượng điện em là giá rẻ luôn. Hôm nay em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.